sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống chan hòa với những người chung sống, sống là đồng nhưng lòng vẫn bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng vẫn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám
mây hương, hương khắp khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố chí học vững bền, xa bể khổ buồn mê trong quay về bờ giác. Đấng pha vườn vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp người cha lành chung bốn loại quy y tròn, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thác ức kiếp không cùng tấn. Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm Kỷ, tại trú xứ số 15 đường 489 ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, để tự chúng con cùng tăng gia hiếu quyến đăng, cùng đối Phật tiền thiết lễ kỳ siêu nhị thất trai từng, có hương linh Phật ương văn sổ pháp danh ngộ minh trí, nguồn sanh năm Tân Mùi vãng sanh ngày 28 tháng 9 năm Kỷ Hợi, hướng thọ 89 tuổi, chúng con một dạ chí thành ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, cùng hết thảy thánh hiền từ bi gia hộ cho hương linh phát tâm bồ đề rộng lớn, dứt sạch nghiệp chướng sâu dài, sanh về thế giới thành khắp cùng chúng sanh trọn thành Phật đạo, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Pha vương bằng thầy giải khắp trời người cha lành chung bốn loài quy tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan tháng ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tâm thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bằng, lưới đê châu vi đạo tràng mười phương, Phật bảo hậu quang sáng ngời, trước bảo tòa thân chúng con anh hiền cúi đầu xin thề nguyện quy.
chi tâm đảnh lễ tận hư không biên pháp giới vi trần sát độ trung hóa hiện vị lai thập phương chư Phật Đà Gia Tôn. Chi tâm đảnh lễ tận hư không biên pháp giới vi trần sát độ trung hóa hiện vị lai thập phương chư Đạt Ma Gia Tạng. Chi tâm đảnh lễ tận hư không biên pháp giới vi trần sát độ trung hóa hiện vị lai thập phương chư Tăng già gia chúng. A Di Đà Phật, con cung thỉnh chư Tôn Đức an tọa. Hướng xa nhiên pháp giới mong vương chư Phật hãy hồi tất diệu ai văn tùy xưa kiết tường văn thành ý vương ân chư Phật hiền toàn thân nam mà mô hương ấy vẫn cái bồ tát nam mô hương vẫn cái bồ tát cái bồ tát nam mô đại bi hồi thượng phẩm bồ tát nam mô đại bi hồi thượng phẩm đại bi hồi thượng phẩm bồ tát thiên thu thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô an ra đắng đà đa đa dạ dạ nam mô a di đà Phật Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đó Bà Gia Ma Tát Đó Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Giang Tát Bạn Ra Phật Vệ Số Đắc Na Đắc Toàn Tăng Diên Lần Đó Y Mong A Rị Gia Bà Lơ Kiên Đế Tô Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cấn Tri Hay Rị Bạn Đà Sa Mê Tát Bà Tha Đậu Du Bằng A Thề Dựng Tát Bà Tát Đá Na Ma Bà Gia Ma Phật Đạt Đầu Đang Tiên Thắng A Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Di Hê Rì Ma Bồ Đề Tát Đô Tăng Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma E Ma E Rì Đà Dương Gư Lô Lô Yết Mông Đô Lô Đô Lô Ba Sa Dạ Đê Ma Ba Sàm Đà Ra Đà Ra Đi Rì Ni Tất Phật Ra Dạ Dạ Ra Dạ Ra Ma Ma Phạt Ma Ra Một Đế Lệ Hê Di Hê Thất Na Thất Na Ra Xâm Phật Ra Sa Lời Phạt Sa Phạt Xâm Phật Ra Sa Dạ Hô Lô Lô Ma Ra lơ lơ rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cấn trì địa rì ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mô kê giả ta ba ma tất đà giả ta ba giá kiết ra tất đà dạ ta ba ba đà mai tất đà dạ ta ba na ra cẩn trì bằng đà ra dạ ta ba ma ba lợi thân yết ra dạ ta ba nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a rị dạ bà lô yết đế thước bằng ra dạ ta ba an tất điện đồ mạng đa ra bà xà dạ ta ba an tất điện đồ mạng đa ra bà xà dạ ta ba an tất điện đồ mạng đa ra bà xà dạ ta ba Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm di diệu pháp bá thiên vàng kiếp
nan tao ngộ. Hạ kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Qua thuyết A Di Đà Kinh Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xá Vệ Quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Duyên Giữ Đại Thị Khéo Thân Thiên Nhị Ba Ngũ Thập Nhân Câu Giai Thị Đại A La Hán Chung Sở Tri Thức Trưởng Lão Xá Lợi Phất Ma Ha Mục Kiền Liên Ma Ha Ca Diếp Ma Ha Ca Chiên Diên Ma Ha Cầu Hy Lan Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nang Đà A Nang Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đệ Tân Đầu Lô Phá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Kiếp Tân Na Bà Câu Đang A Nâu Lậu Đà Như Thị Đắng Chư Đại Đệ Tử Tinh Chư Bồ Tát Ma A Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử A Dật Đa Bồ Tát Kiện Đà Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát Cập Thích Đề Hoàng Nhân Đẳng Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Cô Nhĩ Tội Bậc Cao Trưởng Lão Xá Lợi Phất Tùng Thị Tây Phương Hoa Thập Vạn Nhất Phật Độ Thế Cực là kỳ đó Phật hiểu A Di Đà kim hiện tại thuyết pháp Xá Lợi Phất bị độ hà cố nhân vi cực là kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đang thọ chứ là cố nhân cực là hữu Xá Lợi Phất cực là quốc đó thất trùng lan tuân thất trùng la giống thất trùng hàng thọ giai thị tứ bảo châu trắc nhi nhiều thì có bị quốc danh vi cực là hữu Xá Lợi Phất cực là quốc đô thất bảo trì bát công đức thủy xung mãn kỳ trung trì đế thuật dĩ kim sa bố địa tư biên giai đạo kim ngân lưu lý pha lê hiệp thành thương ở đầu các vị dĩ kim ngân lưu lý pha lê xa cừ sức sức châu má não nhị nghiêm sức chi trì trung liên hoa đầy xa lương thanh sắc thành quang quỳnh sắc quỳnh quang sức sắc sức quang bạch sắc bạch quang vị diệu hương thiên xa lợi phất cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm hữu Xá Lợi Phất bị ba quốc độ trường đạt thiên nhã quỳnh kim di địa trú giả lục thời vũ thiên mãn đà la qua kỳ độ chúng sanh thường dị thành đang các dị cất thành chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ước phật tư dị thực thời hoàng đáo bổn quốc phán thực kinh hành Xá Lợi Phất cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm phục thứ Xá Lợi Phất bị quốc thường hữu chúng chúng kỳ diệu ta sát chi điệu bành hà cộng tước anh gió Xá Lợi Ca Lăng tần và cộng mạng chi điệu thì chư chúng điệu trú giả lục thời sức hòa nhã âm kỳ âm diện xương ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần như thi đăng pháp kỳ độ chúng sinh phân thị âm dĩ giai tất niệm phật niệm pháp niệm tăng Xá Lợi Phất nhớ phật vì thư điều thiệt thì tội bao sợ sanh sơ chi giá hà bị ở quốc độ vô tam ác đạo Xá Lợi Phất kỳ vật quốc độ thường vô ác đạo chi danh hà huấn hữu thiệt thì chư chúng điều giai thị A Di Đà phật dục linh pháp âm tuyên lưu biến hoa sợ tác Xá Lợi Phất bị phật quốc độ
vi phóng suy động chư báo hàng thọ cặp bảo la vọng xuất vi diệu âm đi như ba thiên chung nhạc đồng thời câu tác văn thi âm giả tự nhiên giải sanh niệm phật niệm pháp niệm tăng chi tăng xa lời bất kỳ vật vật đó thành độ như thị công đức trang nghiêm xa lời bất cứ như dân hà vì vần cơ hiệu quả chi đà xa lời bất vị phật quang minh vô lượng chiếu tầm phương quốc phô sở chướng ngại thì có hiệu vi a di đà hô xa lời bất bi phật thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp cố danh a di đà xá lợi phật a di đà phật thành phật dĩ lai ư kim thập kiếp ư xa lời ba mi phật hữu vô lượng vô biên tịnh văn đề tử giai a la hán vi thị tôn số chi sở năng tri chư bồ tát chúng diệt phục như thì xa lời bất bi phật quốc độ thành tu như thì công đức trang nghiêm xa lời phật cực là quốc độ chúng sanh sanh giả giai thì a bệ bạc tri kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ sư kỳ số thập đa phi thị toán số sở năng tri chi đảng cả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thiết xá lợi phật chúng sanh nhân giả hương lương phát nguyện nguyện sanh bí quốc sở dĩ giả hà đắc dữ như thị chưa thượng thiện như câu hỏi như sơ xa lợi phật bất khả chỉ chịu thiện căn phước đức nhân duyên xa lời phật nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thiết a di đà phật chấp trì danh hiệu nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược cố nhược nhược lục nhược nhược thất nhược nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mang chung thời a di đà phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiện thị nhân chung thời tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh a di đà phật cực lạc quốc độ xa lời phật nga kiến thị lợi tô thiên tử ngôn nhường hữu chúng sanh dân thị thiết giả đương quốc nguyện sanh đi quốc độ xa lợi phất như ngài kim giả tăng an a di đà phật bất khả tư nghi công đức chí lời đồng hương ngộ a xuất bệ phật tu di tướng phật đại tu di quan phật diệu âm phật như thị đăng hằng hà xa số chư phật các tư kỳ quốc xuất quán trường thiệt tướng biên phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt con như đăng chúng sanh đương tính thị xứng tăng bất khả tư nghi công đức nhất thiết chư phật xa hồ niệm kinh xa lời một năm vương thế giới nhật nguyệt đăng phật danh văn quan phật đại diệm tiên phật tu di đăng phật vô lượng tinh tấn phật như thì đẳng hằng hà xa số chư phật các ư kỳ quốc sức quan trường tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt con nhờ đẳng chúng sanh đường tinh thị xưng tăng bậc cả tư nghị công đức nhất thiết chư phật sở hộ niệm kinh xa lời phật tây vương thế giới hữu vô lượng thọ phật vô lượng tướng phật vô lượng đẳng hằng đại quan phật đại minh phật bảo tướng phật tịnh quang phật như thì đăng hằng hà xa số chư phật các ư kỳ quốc sức quảng trường thiệt tương biến phố tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt không giờ đàn chúng sanh đương tính thị sân tan bất cả tư nghị công đức như thiết chư phật sở hữu niệm kinh xa lời phật bất phượng thế giới hữu diệm kiên phật tôi thắng âm phật năng trở phật nhật sanh phật giống minh phật như thị đăng hằng hà xa số chư phật các ư kỳ quốc sức quảng trường thiệt tương biến phố tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt không giờ đàn chúng sanh đương tính thị sinh tăng bất cả thứ nghị cũng đơn như tiết chư và sờ niềm kinh xa lái phật hà vương thế giới sơ thứ phật danh văn phật danh văn phật đạt mã phật pháp trạng phật tri pháp phật thì đắng hằng hà xa số chư phật các tư kỳ quốc xuất quán trường thiệt tương biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn như đẳng chúng sanh đương tính thì sân tăng bất cả thứ nghị công đức nhất thiết chư phật sở hồ niềm kinh xa lời phật thượng vương thế giới hộ ba mang hộ cứ dương ba hương đường và cơ quan cờ đại diện chuyên và tà sắc báo quan nhân thân phật ta la thờ dương hoàng bà hoa đức phật kiến như thiết nghĩa phật như tu di sơn phật như thì đăng hằng hà xa số chư phật các tư kỳ quốc xuất quán trường thiệt tương biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn như đẳng chúng sanh đương tính thị xứng tăng bất khả tư nghị công đức như thiết chư phật sở hồ niệm kinh xa lợi phật tự như ý vân hà cố danh duy như thiết chư phật sở hồ niệm kinh lời phật nhờ hữu thiện nam tử thiện nữ nhân dân thị kinh tỏ trì giả cập văn chư phật danh giáo thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân dân chư thiết chư phật di sở hộ niệm giai đắc bậc thôi chuyển ư a nậu đa la tam biểu tâm bồ đề thì cô xa lợi phật
như đẳng giai đương tinh thọ ngã ngữ cập chư Phật sở thiết xa lời Phật nhờ cửu nhân di phát nguyện kim phát nguyện đương phát nguyện dục sanh a di đà Phật quốc gia thì chỉ nhân đẳng giai đương ba ta chuyển nào ra là tam yếu tam bồ đề ưu bí quốc độ nhiều nhị sanh nhược kinh sanh nhược kinh sanh thì có xa lời Phật chư thiện năm từ thiện nở nhớ nhiều tinh giá đương phát nguyện sanh bị quốc độ Phật như nga kim nhã sanh tán chư Phật bất cả tư nghị công đức dĩ sư diệp sưng tăng ngã bất cả tư nghị công đức nhi tác thi ngôn Thích Ca Mâu Ni Phật năng vi tâm năng ni hữu chi sự năng hư ta bà hoàng đồ hữu trường thế kiếp trước kiến trước phiền nào trước chúng sanh trường mạng trước trung đất a nầu đã la tam miểu tam bồ đề dị chi chúng sanh thiết thì như thiết thế gian năng kính chi quá xa lời Phật đương đi ngã ở hồ trường an thế hành thử năng sự đất a nầu đã la tam miểu tam bồ đề vị nhất thiết thế gian thiết thử năng kính chi pháp thi vi tâm năng Phật thiết tự kinh dị xa lời Phật cập chư tỳ kheo nhất thiết tế giàn thiền nhân a tu la đẳng phân phật sở thiết quán thế tinh thọ tăng lệ nhi cơ quan thiên a di đà kinh ma bát nhã ba la mật đa tăng kinh quán tự tài bồ tát hành thẩm bát nhã ba la mật đa thời chư kiến ngụ vẫn giới công đồ những thi cô a xa lời thức gì không không vân gì xa xa tới thì không không vân thì xa tò tận nằm thức diệt phục như thị xa lời tới thì chư pháp không tương bất sanh bất diệt bất cô bất tình bất tăng bất giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tưởng thành thức vô nhàn nhị tỷ thiệt tấn ấy vô sắc sinh hương thì xuống qua nhớ nhà gia này ký vô y tấn nhớ nhớ vô minh diệt vô vô minh tần này ký vô là thời diệt vô là thứ tần vô cô tâm viên đạo vô ký diệt vô đất ký vô sơ đất có bồ đề tăng đội bát nhà mật đã có tâm vô quán ngại vô quán ngại có vô cũng vô biện ly liên đạo mộng tưởng cứu căn niết bàn tâm tới chư phật đi bát nhã ba la mật đã cố đắc a nâu đa la tâm hiểu tâm bồ đề cố đi bát nhã ba la mật đa thị đại thành chủ thì đại năng chú thì vô thường chủ thì giờ chú năng trì như thiết cổ chân thì vẫn hư có tiếng bát nhã ba la mật đa chú tư thi chú duyên đen đế bà la đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điệt già ta di đi đô bà tỳ a di đi đa tất tham bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đế a di đi đa tỳ ca lăng đa già di ni già già đa di đa ca lê ta bà nam mô a di đa bà già đa tha già đa già Di đi đô bà tề a di đi đà tề a di đi đà tỳ ca lăng đế a di đi đà tỳ ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa di đà di đi đô bà tề a di đi đà tất tam bà tề a di đi đà tỳ ca lăng đế a di đi đà tỳ ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lệ ta bà ai a di đà Phật thân kim sắc tướng hào quang minh vô đẳng luân bạch hào quyền chuyển ngũ tu di một trần thanh tứ đại hài quang trung hóa Phật vô số ức qua Bồ Tát chúng diệt vô biên âm ba quyền đỏ chúng sanh tứ phẩm hàm linh đăng bị ngàn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo xứ A Di Đà Phật ngay nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật ngài nam mô A Di Đà Phật ngài nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Đà Phật Nam Mô A Di 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 Đà Nam mô
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ai Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ai Chúng Bồ Tát. Nam mô A Thanh Na Tịnh Đại Ai Chúng Bồ Tát. Thầm sâu Phật hẳn con à, con nay chánh niệm lòng số một bề nguyện làm nên đạo Bồ Đề, chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Phật xưa lời thế tỏ tường, 48 nguyện dẫn đường chúng sanh. Thế rằng ai phát lòng thành, nước ta bao vật để dành các ngươi. Thiện nam tính nữ mọi người, chí thành tướng Phật niệm 10 tiếng ra. Ta không rước ở đất ta, thể không làm Phật chắc là không sai. Bởi vì tin tưởng Như Lai, có duyên tưởng Phật sống dài không cùng. Lời thề biển rộng mênh mông, nhờ ơn đức Phật thoát dòng trần lao. Tội mòn như đá mài dao, ước lành thêm lớn càng cao càng dài. Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh. Cầu cho tội khổ khỏi mình, lòng không chịu mến chuyện tình thế gian. Cầu cho thần thức nhẹ nhàng, ít như thiền định họ bàn thở xưa. Đại vàng tay Phật bưng chờ, các ngài Bồ Tát bây giờ đứng trong. Trước con thiệt đã nên đông, nổi trong giây phút thầy đồng về Tây. Xem trong cõi
Phật tốt hay qua sen đua nở tánh nay sạch trần. Hồi này thấy Phật chân thân đằng nghe pháp nhiệm tâm thần sáng trưng. Quyết tu độ chúng phàm nhân đủ lời thể nguyện Phật ân rộng dài. Bậc thể chắc thì không sai, cầu về tịnh độ ai ai tin lòng. Cầu về tịnh độ một nhà, hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình. Hoa nở rồi biết tánh linh, các ông Bồ Tát bản lành với ta thiên thượng thiên hạ vô như Phật thập phương thế giới. Cô tỷ thế gian sở hữu ngà thần kiên, như thiên vô hữu như vận giá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam mô Thần Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. Nam mô Thiên Ba Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Lạc A Sanh Ni Lạc Tôn Phật. Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Tăng Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Già Lam Chúng Bồ Tát. Nam mô Lệnh Đại Tổ Sư Bồ Tát. Nam mô Giác Đại Sư Già Bồ Tát. Nam mô Thầm Điện Bình Dương Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Tăng Bảo Đăng Ta Ra Bảo Lộ Chi Đen. Tăng Bảo Ca Tăng Bảo Ca Hồng. Nam mô Tăng Bảo Đăng Ta Ra Bảo Lộ Chi Đen. Tăng Bảo Ca Tăng Bảo Ca Hồng. Nam mô Tất Bà Đắc Tăng A Đa Bà Lộ Chi Đen. Đại An Tâm Bát Ra Tâm Bát Ra Hồng. Nam mô Tô Đô Bà Giang La Na Đà Gia Đăng Điện Tăng. Tô Đô Tô Đô Bát Ra Tô Đô Bát Ra Tô Đô Ta Bà. Nam mô Tô Đô Bà Giang La Na Đà Gia Đăng Điện Tăng. Tô Đô Bát Ra Tô Đô Bát Ra Tô Đô Ta Bà. Nam mô Tô Đô Bà Giang La Na Đà Gia Đăng Điện Tăng. Tô Đô Tô Đô Bát Ra Tô Đô Bát Ra Tô Đô Ta Bà. Tứ Thực Sắc Thân Dị Tự Cung Tập Phương Vợ Trung Tuần Chư Hiền Thánh. Na cầm luồng đầu phẩm đẳng đi vô tai bỉa tùy nguyện giải bảo mạng linh kim thi giả đắc vô lượng ba la mật tam đức lục dị phương phật cật tăng tam giới ưu tình bồ đầu tôn dương án nga nga nắng tam bà bà biệt nhật ra hồng án nga nga tam bà bà biệt nhật ra hồng án nga nga nắng tam bà bà biệt nhật ra hồng ngã kim bồn yên cam lồ di lượng đang tu di vô quá thường sắc hương mỹ vị biến hư không duy nguyện từ bi ai nạp thọ. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát Ma Tát Tứ Sanh Cư Hữu Đồng Đăng Hoa Tạng Viện Bồ Tát Nàng Tam Đồ Công Nhập Tỳ Lô Tăng Na Hải Cúng Phở
Phật Di Ngật Ngà Đương Nguyện Chúng Sanh Sở Tắc Giải Điện Cụ Chư Phật Ngà Ba Ngờ Cung Kỳ Siêu Công Đức Thù Thắng Hành Đà Vô Biên Thắng Phước Giai Hồi Hương Cầu Nguyện Pháp Giới Chư Chúng Sanh Tóc Vàng Vô Lượng Quang Phật Xa Thiền Yêu Tam Chương Nữ Điện Nào Nguyện Đắc Trí Huệ Chứng Minh Điều Phổ Nguyện Tội Chứng Thất Tiêu Trừ Tế Tế Thường Hành Bồ Tát Đạo Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thôi Bồ Tát Đi Bạn Lự Nguyện Như Thế Con Đức Ở Cảm Ơn Như Thiết Ngà Làm Như Chúng Sanh Giai Cộng Thành Phật Phật Đạo Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngữ Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh Nam Mô Lạc Bàn Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh Nam Mô Minh Giáo Chủ Hoằng Nguyện Độ Sanh Địa Ngục Dị Không Thể Bất Thành Phật Chúng Sanh Độ Tận Phương Chứng Bồ Đề Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bốn Thôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển Không Điều Vũ Thuận Quốc Thái Dân An Thiên Hạ Thái Bình Nhân Dân An Lạc Hiện tiền đệ tử chúng đăng hiệp tam gia Hiếu quyến đăng cung tự Phật tiền Dị khẩu đồng âm húng tụng kinh chú Xưng tán hồng danh kỳ nguyện kỳ siêu nhị thất trai tuần Cố hương lên Phật tử lương danh sổ pháp danh ngộ minh minh trí Quân sanh tân mùi niên giang sanh ký hội niên Cứu hoạt nhị tập bát nhật hương thọ bát thập cứu tế Nguyện hương linh thừa tư tam báo lực thính giác kinh tốc thoát của độ giảng sanh tình độ Cẩm kỳ siêu phụ tiếng chư hương linh phạm thị bình phát danh diệu phạm thị đọc Vì văn tỷ pháp danh minh phú trịnh mi kiến pháp danh tường định lâm sáu lâm xuân phương Hiệp chư vị chân linh trưởng thừa Phật lực tốc thoát u đồ giảng sanh tịnh độ Cẩm kỳ huyện kỳ án gia đình ta quyến bùi thị ân pháp danh giác huệ phước lương công hiệp lương hồng trinh lương công thoại lương yến nhị lương yến trung lương yến thản lương yến hồng lương yến hạnh pháp danh giác yến thanh Do thị Úc Ti Na Bùi Trần Thí Hồng Do văn Riết Lâm văn Phấn Phạm Tấn Tài Lâm văn Hồng Lê Hoàng Ô Hồ Ninh Ninh Linh Thị Thùy Dương Võ Tuấn Thanh Đoàn Ngọc Lịch Võ Tuấn Khánh Trần Thị Tâm Võ Tuấn An Cao Thị Kiều Quanh Võ Thị Linh Tuyền Lê Anh Kiệt Nga Võ Kiểm Viên Trắc Phương Thảo Lâm Hải Quang Lê Hà Thúy Ngân Lâm Xuân Mai Phạm Ngọc Hồng Đào Nguyễn Duy Anh A Lân Nguyễn Hoàng Hoàng
hồ thị an tiếng Nguyễn thị Trang Lương Minh Tấn Nguyễn thị Nhi Lương Minh Minh Tuấn Châu thị bé Thỏa Lương Minh Tuấn Lương Minh Lương 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 Hồng Thắm Lương Kiều Linh Lương Trọng Hiền Nguyễn Thanh Túc Lâm Nhã Quyên Lâm Kỳ Duyên Lâm Ngọc Quyên Lâm Ma Sanh Phát Nga Lâm Ái Sơn Pháp Danh Hoàng Ở Vi Anh Tuấn Pháp Danh Minh Tú Tiêu Ngọc Tú Hiện Đăng Đăng Toàn Gia Nam Nữ Đại Tiêu Đăng Thân Xu Khương Thối Mãn Dĩ Bình Bình An Tứ Thời Vô Quạnh Hoại Chư Tai Bác Tiết Hữu Trùng Lại Chi Khánh Gia Đình Hưng Thịnh Quyên Thuộc Tăng Phước Thọ Hoàng Duyên Tiêu Tai Tiêu Nạn Tật Bệnh Tiêu Trừ Nhất Thiết Ác Diện Đất Giải Tiêu Diệt Âm Siêu Dương Thành Pháp Giới A Chúng Sanh Tề Thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật Tự Quý Phật Ngã Đương Nguyện Ê Giải Đại Đạo Pháp Vô Thượng Tâm Tự Quý Pháp Đương Nguyện Chúng Sanh Thâm Nhập Tự Quý Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống Sống không giận không hờn không oán trách Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống dương lên theo kịp ánh Bye.
Phật. Thù kinh phán cải thân quài hoa mang đạo chúng sinh quy cực lạc. Chí ban dần hướng hồn thủ đào trang chí hồi u minh lồ thương dần hôn vương. Bồ Tát Mai Ha Tạc chứng tiếp triệu tư thời Việt Nam quốc. Hồ Chí Minh thành phố của chí huyện Phạm Văn Cội Xà. Ấp một đài lô 489 gia số 215 hiệu hiệp toàn gia quyển đăng hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 14 tháng 10 năm kỳ hợi toàn thể chung đăng cung tổ trước án tiền kim vị trái chủ ai thế bùi thì ẩn pháp danh giác huệ phước hiệu nam lương công hiệp lương hồng trinh lương công thoại hiểu nữ lương yến nhị lương yến trung lương yến thàng lương yến hồng lương yến hạnh pháp danh giác yến thanh hôn tức võ thị úc Tì na bùi trần thị hồng nghĩa tế võ văn riết lâm văn phẩm phàm tấn tài lâm văn hồng nội tôn lê anh hoàng nghĩa tử tô ngọc loan hôn tức hồ thị bể tôn lương minh tiền lương thì trang lương minh tặng lương nguyễn thì mai lương minh tuấn châu thì bé thòa lương minh tuấn lương minh luân lương hồng thầm lương kiều linh lương trọng hiền ngoài tôn vợ tưởng anh đoàn ngọc lịch võ tuấn khánh trần thị tâm võ tuấn an cao thị kiều anh võ thị linh tuyền lê anh kiệt võ thiện nhân nguyễn trang phương thảo lâm hải quang lê hà thủy ngân Lâm Xuân Mai Phạm Ngọc Hồng Đào Nguyện Duy Anh Lâm Diệm Khuyên Nguyện Thanh Tủ Lâm Nhã Uyên Lâm Kỳ Duyên Lâm Ngọc Quyên Hiệp Toàn Gia Hiệu Quyền Nam Nữ Từ Tôn Hôn Tuệ Nội Ngoài Thượng Hạ Đại Tiều Chủng Đăng Tâm Thành Thiết Lệ hiển cúng kỳ siêu nhì thất trai tùng phùng phì hương linh lương văn sổ pháp danh ngộ minh trí nhất vì thân hồn chi linh nguyên sinh tân mùi niên hương thường tho bát thập cựu tế bất giác ư kỳ hời niên cựu ngọc nhi thập bạc nhật lương thời mang chung cặp tri tiễn thường niềm cứu hiền thấp tổ lương môn đường thường bùi môn đường thường lịch đời chứ hương linh tiên linh
cặp mà phổi tiếng phùng vì hướng linh phạm thị bình hướng thọ bát thập bát tuệ pháp danh diệu an chi linh phạm thị đầm hướng thọ cửu thập nhị tuệ chi linh vì văn tỳ hưởng thọ thất thập mà thất tuệ pháp danh minh phụ chi linh trình mỹ kiến pháp danh tường định hưởng thọ thất thập tuệ chi linh lâm sầu chi linh lâm xuân phương hưởng dương tam thập cửu tuệ chi linh nguyện chư hương linh lai đạo đàng tiền thỉnh pháp văn kinh thọ cam lô mịch vị siêu thanh tịnh độ thức nghe văn thỉnh chim bao mấy kẻ tình đằng phân hào trong lệ diệu hương linh lương văn sò pháp danh ngộ minh trị sống ở đời nếu không biết niềm A Di Đà Phật hiệu uổng một đời người treo nẻo nhân gian ba phen hương thấp bảo đàn đôi lần triều thịnh suối vàng hồn linh xin vâng tam bảo pháp lành nương lời bí mật giờ đây trở về đây hưởng thọ hương huê cam lồ pháp thực thiểu chi đàn nghe kinh chủ một khi siêu sanh tình độ bảo hộ toàn gia quyến rằng phước thọ bình an hương hoa thịnh. Danh hương tam thân triều thịnh trăm năm kiếp sống một phút hơi tàn công danh sự nghiệp như ảng mây tăng phụ quỷ vinh hoa như cơn gió thoảng hương linh lương văn sổ pháp danh ngộ minh trị giờ đây lai đảo đàn tiền nghe lời kinh kệ tỏ ngộ tự tâm sạch hết mê lầm siêu sinh tên đồ ấy nhan thịnh tòa thịnh kinh văn cuộc dâu rồi bể
đòi đoạn thế lương lụy sụp xì. Ôi thôi, tắt hơi vừa dứt ngàn thuở khó tìm. Hiếu tự kiên thiền tra chăm tải hiển hà lệ nhị bãi. Cha mẹ ân thâm tờ đất trời, nuôi con khôn lớn chẳng hề với. Mở vòng tay lớn vì con trẻ khổ nhọc, nuôi con suốt cuộc đời. Kiền thiền tra chăm tam hiền lê nhị bãi gia trì lượng Bồ Tát, gia trì lượng Bồ Tát, gia trì lượng Bồ Tát. Ma tạng dương tề gia thừa Phật lực thác khó bảo liên khai. Cơm hòa la một bát, nước thanh thủy một chung, lòng thành tất giả hiến dân cầu vong giả lai lâm thọ hưởng. Đây bát cơm đầy con kính dân, xin dân thân phụ đặng nó lòng, gọi là đền đáp công sanh dưỡng bao tháng năm dài cha khổ công. Tương rau dưa muối đặng nó lầm, kính dân thân phụ mất như còn. Sanh thành dưỡng dục chưa thù đáp, nhị thất trai tuần con kính dân. Nam mô Đà Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thân Như Lai, Nam mô Di Đà Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bảo Thân Như Lai, Nam mô Lợi Bồ Tát Như Lai, Nam mô Cam Lộ Phật Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Nam mô Tát Phạn Na Nga Đa Bà La Di Đà Ang Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hồng, Nam mô Tát Phạn Na Nga Đa Bà La Di Đà Ang Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hồng, Nam mô Tát Phạn Na Nga Đa Bà La Di Đà Ang Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hồng, Nam mô Tô Rô Bà Gia Đa Ta Nga Đa Gia Đa Đề Ra Ang Tô Rô Bà Ra Ya ran ta nga ra ya dan de ra yang to ro an ta ra ba ra ro an ta ro ta ya nam mô to ro ba ya ran ta nga ra ya dan de ra yang to ro ba ra ro ra ro ta ba ya yang nga na ta ra ba de ya ra yang an nga na ta ra ba de ya ra yang an nga na ta ra ba de ya ra đã cho con một cuộc đời mối tình sâu kín trong lời dạy khuyên. Lời cha nghiêm nghị vô biên cho con lẽ sống giữa miền trần gian. Hiếu tử kiền thiền trà chấm hầu tuân lệ nhị bãi cày có công cha chẳng quan yếu già xin nhân làm lộ quyết cùng hoàng vô phận đau nuôi
thành kiền đạo trang tăng tình tăng bảo trang nghiêm hoàng thưa từ tư hoàng hiền tâm thiền đầy đủ thiền duyên vô lòng lắng mừng hộ niệm cho bày kim cha mẹ chúng con được nhường mưa pháp còn tài thế thân tâm hiền ổn ấy phá nguyện tu trì đã qua đời ác đạo ta lìa trong thành Phật quả ngưỡng trong càng đứng Như Lai khắp cõi ơi không từ bi tiếp mà đồ vàng sanh quyết định chân ông Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đi Già Tha Di Đô Tề Di Đà Nam Tề Di Đà Căn Đề Di Đi Đà Căn Đà Già Ni Già Na Di Ca Lê Ta Già Mô A Di Đà Già Tha Già Đà Già Đi Già Tha Di Đi Đô La Tề Di Đi Đà Nam Tề Di Đà Căn Đề Di Đà Căn Đà Già Ni Già Na Di Ca Lê Ta Già Mô A Di Đà Già Tha Già Đà Già Đi Già Tha Di Đi Đô La Tề Căn đa gia ni gia gia nai ca lệ ta ba hiệu tới ma tôn nghĩa dòng trung lương thị liệt đệ trinh đệ thi tứ như quỳ Tiên linh
linh đặng. Trường thừa tam bảo lực thịnh pháp văn kinh, tốc thoát mê đồ siêu sanh tịnh đồ, âm siêu dương thời pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo kiên thiền khởi thân lệ ta tự bãi. Nam ca nhân vòng đoàn tây quốc cựu liên khai thiên thân quy tình đồ, hiệp trường lễ Như Lai tây phương cực lạc sen vàng nở. Hương linh từ nay mở lối về, hoa nở hương linh lòng mừng nhìn thấy Phật, muôn đời thoát khỏi cõi lầm mê. Ngưỡng nguyện Đức Di Đà từ phụ từ bỉ phóng quang, tiếp triệu hương linh vãng sanh cực lạc quốc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa toàn thể là quý vị, vừa rồi là khóa lễ cung tiến hương linh đến đây đã thập phần viên mãn. Giờ này mời quý vị đứng dậy. A Di Đà Phật. Giải thoát, giải thoát tri kiên hương quang minh dân đại biến pháp giới. Hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi. Chư Tôn Đức Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Thường Trực Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cùng đôi trước ngán tiền đốt hương tưởng niệm hướng linh cụ ông Lương Văn Sầu, thọ tam quy giới pháp danh Ngộ Minh Trí Nguyên sanh tân mùi niên hướng thọ trần thế 89 tuổi, thừa tử tam bảo lực thánh pháp văn kinh siêu sanh tịnh độ. Nam mô cầu giống hồn siêu lạc độ Bồ Tát. Nam mô cầu giống hồn siêu lạc độ Bồ Tát. Nam mô cầu giống hồn siêu lạc độ Bồ Tát Ma Tát. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa di phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thôi Bồ Tát di bản lự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống dương
Chúng con xin đê đầu đảnh lễ, cung thỉnh và giới thiệu. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ, cung kính giới thiệu Thượng tọa Thượng Tắc Hạ Hiệp, Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Củ Chi. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ giới thiệu Thượng tọa Thượng quản Hạ Tánh, Phó Thường trực ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Củ Chi. Chúng con xin được cung kính đảnh lễ giới thiệu Thượng tọa Thích Huệ Định, trụ trì chùa Hưng Long, huyện Cần Đước. Chúng con xin được đảnh lễ cung kính giới thiệu Chư Tôn Tịnh Đức, ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Củ Chi, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, huyện Củ Chi, cũng như tỉnh Long An, đã từ bi hoan hỷ chứng minh lời thỉnh mời của chúng con và quan lâm chứng dự trai tăng hôm nay. Chúng con được thành tâm đảnh lễ cung kính giới thiệu chung, xin quý ngài từ bi hoan hỷ chứng minh cho chúng con. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử cùng toàn thể tăng môn hiếu quyến, hôm nay là thất thứ hai của hương linh cụ ông Lương Văn Sổ, pháp danh Ngộ Minh Trí. Gia đình tăng môn hiếu quyến sắm sửa trai duyên hướng về mười phương chư Phật, hướng về chư vị hiện tiền tăng để thiết lễ trai tăng, dâng lên tịnh tài phẩm vật cúng dường, hồi hướng phước lành cho chồng cha ông của chúng con. Giờ này đại diện gia đình dâng lên lời tác bạch cúng dường. A Di Đà Phật, xin mời đại diện gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên hòa thượng chứng minh, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi, toàn thể gia quyến chúng con xin đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh dưới màu sắc huỳnh y rực rỡ của quý ngài, với nghĩa cử hài hòa hiện lên trong ánh hào quang của chư Phật nơi đây, chúng con xin đê đầu đảnh lễ chư tôn đức hiện tiền và cung kính dâng lên quý ngài lời cảm chân thành nhất của gia đình chúng con. Mặc dù tuổi cao sức yếu, đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, nhưng không phụ lời khẩn cầu bái thỉnh của chúng con mà quý ngài chấn tích quang lâm, khẩu đọc trì tụng kinh chú cầu siêu độ cho cha chúng con là ông Lương Văn Sổ, pháp danh Ngộ Minh Trí, nguyên sanh vãng sanh 28 tháng 9 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 89 tuổi. Sự hiện diện của quý ngài là một khích lệ lớn lao giúp cho chúng con làm tròn bổn phận, mà cũng thể hiện hành nguyện Bồ Tát làm việc lợi tha của chư tôn đức. Đối với thâm ân vô lượng vô biên này, chúng con xin thành tâm ghi khắc nguyện cầu mười phương chư Phật thì từ gia hộ cho quý ngài pháp thể kinh an, giới đức cao tăng, thọ mạng thiên trường, huệ đăng thường chiếu để hộ trì chánh pháp, phổ độ chúng sanh, dìu dắt chúng con trên bước đường hành và tu thiện. Ngưỡng bái bạch trên hòa thượng chứng minh, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, chúng con là Phật tử tại gia, đầy đủ thiện duyên được ưu về ngôi Tam Bảo và nghe những lời hướng dẫn chỉ dạy của sư phụ cùng chư tôn đức, chúng con hiểu được phần nào về định luật vô thường. Theo lời Phật dạy, làm người có sanh ắt có tử, dòng lục đạo luân hồi xoay chuyển tùy theo nghiệp lực của chúng sanh tạo tác mà hưởng quả báo. Và hôm nay cha chúng con đã quá vãng tuần thứ hai, với bổn phận làm con phải nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục, nghĩa nặng cù lao chẳng tình phụ tử, noi theo gương hiếu của ngài một kiền liên Bồ Tát để đền ơn sâu nghĩa nặng, tự ký năng thù. Chúng con kiến thỉnh thiền tăng tác pháp trai tăng để báo đáp, thiết lập trai đàn trượng thỉnh chư tôn đức tăng ni để lập thành công đức
Trên cúng dường mười phương chư Phật, thứ cúng hiện tiền chư tôn đức chứng minh, xin hồi hướng công đức, nguyện cầu quốc thế dân an, thế giới hòa bình. Thứ nguyện cho hương linh cha chúng con là ông Lương Văn Sổ, pháp danh Ngộ Minh Trí, nguyên sanh Tân Mùi, vãng sanh ngày 28 tháng 9 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 89 tuổi, tội nghiệp được băng tiêu, sớm thoát u đồ, tốc sanh tịnh độ. Ngưỡng mong trên hòa thượng chứng minh, thượng tọa chư tôn đức tăng ni thương xót chúng con chứng minh và nạp thọ trai đàn này. Một lần nữa chúng con kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ chư tôn đức phát thể khinh an, tuổi thọ miên trường, hành nguyện Bồ Tát viên mãn là ngọn đuốc trí tuệ thắp sáng trong tâm hồn Phật tử chúng con. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là lời tác bạch chân thành của Tăng Môn Hiếu Quyến. Chúng con xin đề đầu bái thỉnh Thượng Tọa Phó Thường Trực Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi Thượng Quản Hạ Tánh Từ Bi Ban Đạo Từ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tán Đại Chứng Minh. Nam mô Phổ Thiên Ứng Cúng Tăng Đầu Lư Phả La Đọa Xà Tôn Giả Tán Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tán Đại Chứng Minh. Ngưỡng Bái Bạch Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Nghi, Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi, trụ trì chùa Bộ Ân. Kính bạch chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng, đại đức ni. Con xin phép được đại lao hòa thượng chứng minh cùng tất cả quý thượng tọa đại đức tăng ni để có một vài lời đối với gia đình trai chủ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị trong trai gia hiếu quyến, hôm nay là tuần tháng thứ hai của hương linh cụ ông Lương Văn Sổ, thọ tam quy y pháp danh là Ngộ Minh Trí, nguyên sanh Tân Mùi Niên, giáng sanh ngày 28 tháng 9 năm 2019, hưởng thọ 89 tuổi. Và tất cả các thành viên trong gia đình được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Thiện Xuân, trụ trì tu viện Linh Thú, đã kiền thỉnh chư tôn đức tăng ni các nơi trở về gia đình dâng lễ cúng dường, thì đây là một cái việc làm nó phù hợp với đạo lý làm người, nó phù hợp với lời Phật dạy. Đức Phật có dạy trong kinh Địa Tạng, sau khi người thân qua đời, luôn luôn trông nhờ con cháu, các vị thân nhân trong gia đình làm một cái phước báo gì đó để hồi hướng, cầu nguyện cho hương linh được siêu thoát. Thì hôm nay, tuần thất thứ hai của cụ ông, gia đình đã thực hiện những điều thiện lành như phóng sanh, rồi cấp phát những cái phần quà cho các hộ khó khăn, và nhất là chung quà tịnh tài tịnh vật để dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng để lập thành công đức, hồi hướng cầu nguyện cho hương linh được trượng thừa công đức mà tác sanh về cõi lành.
quý vị cũng biết là cổ đức cũng dạy rằng hiếu dưỡng di bá hạnh vi tiên, hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh, dục đắc đạo đồng chư Phật, thì tiên tu hiếu dưỡng nhị thân. Có nghĩa là trong 100 hạnh lành thì cái hạnh mà nuôi dưỡng mẹ cha đó là cái hạnh đứng đầu trong 100 hạnh. Mà tâm hiếu là tâm Phật, còn hạnh hiếu là hạnh Phật. Rồi chúng ta muốn đắc đồng với chư Phật thì cái điều kiện thứ nhất là phải tiên, là hiếu dưỡng với nhị thân. Thì việc hôm nay quý vị làm được cái việc làm này, tức là thể hiện được cái việc mà báo ân, báo hiếu đối với người cha mà lúc sinh thời đã tận tâm, tận lực lo cho đàn con khôn lớn nên người. Thì quý vị đối với người cha đã làm tròn được cái bổn phận thì chúng tôi nghĩ rằng lúc sinh thời mặc dầu cụ ông đã đóng công góp sức giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với 55 tuổi đảng, thì đây là một cái công đức đối với đất nước rất là lớn lao. Tuy nhiên trong cái lĩnh vực gia đình, là một người cha mà quý vị hằng tôn kính, bên cạnh đó quý vị còn một người mẹ là cụ bà Bùi Thị Ẩn, thọ tam quy y, pháp danh là Giá Huệ Phước, hiện nay tuổi đời đã 87 tuổi. Thì chúng tôi mong rằng với bổn phận làm con, quý vị dù có người ở gần, có người ở xa, nhưng tất cả quý vị cũng cố gắng là sớm thăm tối viếng, đắp lệnh hoạt nồng, thay việc nhọc nhằn, đỡ khi đau yếu, để trợ duyên cho cụ bà được gần gũi với các con. Thì quý vị cũng biết, ngày xưa thầy Tử Lộ, lúc hàng vi đội gạo đường xa nuôi mẹ, nhưng khi mà được làm quan rồi nó trở về nhà thì người mẹ đã qua đời. Thì chúng ta nên cố gắng, đừng để phải hối tiếc như thầy Tử Lộ. Do đó thầy Tử Lộ mới than một câu là mộc dục tịnh nhi phong bất đình, còn tử dục dưỡng thì như thân bất tại. Có nghĩa là cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng, còn con muốn nuôi cha mẹ thì than ôi cha mẹ đã qua đời. Chúng tôi cũng xin đại lao chư tôn Tịnh Đức Tăng chứng minh tán thán cái hiếu sự, cái hiếu tâm, cái hiếu hạnh của tất cả quý vị. Mà cái hiếu tâm, hiếu hạnh, cái hiếu sự
này của tất cả quý vị là thể hiện được cái tinh thần của người con hiếu thảo. Mà đối với người con hiếu thảo thì quý vị cũng đã biết cổ đức dạy rằng hiếu thuận thì quần sanh hiếu thuận tử, còn ngỗ nghịch thì quần sanh ngỗ nghịch nhi, bất tín đảng kháng thiềm đầu thủy, điểm điểm trích trích bất sai di. Có nghĩa là nếu mình hiếu thảo với mẹ cha thì mai sau con thảo với ta khác gì? Nhược bằng ăn ở vô nghì thì đừng mong con thảo làm gì uổng công. Hãy xem giọt nước trên dòng, giọt sau giọt trước rơi đồng một nơi. Thì cái việc làm của quý vị ngày hôm nay nó thể hiện được cái tinh thần hiếu đạo với người cha quá cố, là một cái gương tốt. Ắt hẳn về sau quý vị sẽ có con thảo cháu hiền. Thì một lần nữa chúng tôi cũng xin khâm khen cái hiếu tâm hiếu sự này của tất cả quý vị. Và hôm nay là cái tuần thất thứ hai của Hương Linh, thì tất cả quý vị cũng đã biết trong 49 ngày cái thần thức nó rời thân ngũ ấm nhưng vẫn còn hiện diện ở cõi đời này, ở cái cõi đời này, trong cái cõi trung giới. Và giờ phút này chúng tôi tin chắc rằng cụ ông cũng vẫn ở tại đây, vẫn ở tại đây. Thì với lòng chí thành chí thiết của tất cả quý vị, với cái hạnh đức của chư tăng ni kết hợp với phẩm vật cúng dường, thì chúng tôi nghĩ rằng tất cả những cái yếu tố đó nó tác động vào tầng thức của Hương Linh, thì Hương Linh sẽ chuyển đổi được cái tâm tánh của mình trở thành cái tâm mà quý vị và chư tăng đây đã gửi. Mà khi tâm đã chuyển rồi thì cảnh chuyển, mà cảnh chuyển thì đúng theo cái luật là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Do vậy chúng tôi nghĩ rằng cái việc làm ngày hôm nay nó giống như là cái việc làm của Đức Mục Kiền Liên cách đây hơn 2.500 kiếp trước. Bà Thánh Đề đã chuyển được cái tâm bổn sẻn tham lam trở thành cái tâm rộng lớn, bà đã được tái sanh về cõi trời Đau Lợi. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả những cái việc làm của tất cả quý vị sẽ mang lại một cái lợi ích giúp cho cụ ông Lương Văn Sổ được siêu sanh về miền tịnh cảnh. Đồng thời quý vị Phật tử ở đây cũng đã hùng phước cầu nguyện cho Hương Linh cụ bà Phạm Thị Bình 88 tuổi, Hương Linh Phạm Thị Đầm 92 tuổi, Hương Linh Vi Văn Tỷ 77 tuổi, Hương Linh Tịnh Mỹ Kiến 70 tuổi, Hương Linh Lâm Sáu, Hương Linh Lâm Xuân Phương. Nhờ cái công đức cúng dường ngày hôm nay mà hưởng được nhiều cái điều phúc lợi để thay đổi cái quan niệm sống lúc sinh thời về với cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì tóm lại là với một cái thiện căn, với một cái phước đức và với một cái nhân duyên này,
thì chúng tôi tin tưởng rằng cụ ông cũng như tất cả các hương linh được thừa tư công đức mà tác sanh về cõi lành của mười phương chư Phật, thì ngay giờ phút này chúng tôi kính mời hương linh cụ ông Lương Văn Sổ hãy nhất tâm niệm hồng danh đức Phật A Di Đà ba lần theo sự khởi niệm của hòa thượng chứng minh cùng chư tôn đức tăng ni. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Ma Vàng A Đào Sư A Di A Đà Phật. Nam mô Tiếp Ma Vàng Đào Sư A Di A Đà Phật. Nam mô Tiếp Ma Vàng A Đào Sư A Di A Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức chứng minh. Vừa rồi chư tôn đức chứng minh đã hoan hỷ nạp thọ lễ Phật cúng dường và lời tắc bạch của gia đình chúng con, lại còn ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhũ. Chúng con xin y giáo phụng hành những lời đã dạy hôm nay để tỏ lòng quy kính và niệm ân. Xin cho phép gia đình chúng con thành kính cúng dường tam bái. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Thích An Thường Hoan Hỷ Từ Bi xướng lễ tác pháp cúng dường. Viên mạng bao thân lô sa na Phật thiền bậc hóa thần Thích Ca đường lai sanh Di Lạc tôn Phật cực lạc thế giới A Di Đà Phật thập phương tam thế nhất ca thiết chư Phật đại trí văn tu sư lợi đại anh bồ hiền Bồ Tát đại bi quan Thế Âm Bồ Tát chư tôn Bồ Tát Ma Tát Ma Bát Nhã Ba La Mật Tam Đức Lục Vị Cúng Phật hữu tình phổ đồng cúng dường nhật phạn thực thời đương nguyện thiền diệt di thực pháp hay xúc mạng biên thuật biên thủy chân ngôn cần đương trì tụng Nam Môn Phà Lô Chi Đế An tam bạc ra hồng Nam Mô Tát Bà Đắc Thang A Đa Phà Lô Chi Đế An tam bạc ra hồng Nam Mô Thị Giả tam bạc ra hồng Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đắc Thang A Đa Gia Đắc Diệt Tạng Tô Rô Bạc Ra Tô Rô Bạc Ram Tô Rô Bà Gia Đắc Thang A Đa Gia Đắc Diệt Tạng Tô Rô Tô Rô Bát Ra Tô Rô Bát Ra Tô Rô Ta Bà Nam Mô Tô Rô Tô Rô Tô Rô Bát Ra Tô Rô Bát Ra Tô Rô Ta Bà Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ Việt Nhật Ra Hồng Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ Việt Nhật Ra Hồng Nga Nga
ra hồng Phật chế tùy kheo thực tồn ngũ quán tan tam tập thoại tính thấy nàng tiêu đại chúng hoàng khanh thành các chánh niệm nam mô a di đà Phật an tam bạc ra già già an tam bạc ra bạc ra già già an tam bạc ra già già an tam bạc ra già già an tam an tam bạc ra già già phương tiện theo phương tiện chúng con cùng thỉnh chư tôn đức kiệt trai hồi hướng. Nguyện làm con thảo ơi lòng càng áo nào ơi nhớ nghĩa thân sanh còn đến trường thành mẹ dạy gian khổ ba năm nhu bộ chín tháng cưu mang không ngớt lo toan ai quên năng bò ngủ ơi ấm no đầy đủ cày có công cha chẳng hoạn yêu già xanh nhai lam lộ ơi quyết cùng hoàng dù phân đấu nuôi con ơi giáo dục vuông tròn đem đường học đạo ơi đệ tử ân sâu chưa bao kém hèn giờ này quỳ trước đài sen chi thành cung kính ai đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm ơi hoặc thừa tự tư hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên dù lòng lân mẫn ơi hộ niệm cho bài kiếp cha mẹ chúng con ai đợm những mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn ơi phát nguyện tu trì đã qua đời ác đạo xa lìa chống thành Phật quả ơi ngựa trong các đức như hư không từ bi gia hộ nam mô tát đa nam tam miệu tam bồ đề cu tri nam chủ lại chung đề ta bà nam mô tát đa nam tam miệu tam bồ đề cu tri nam đa điền đang kiết lại nam mô tát đa nam tam miệu tam bồ đề cu tri nam đa điền đang kiết lại ta bà sợ gì bồ thí già tất hoạch kỳ lợi ích nhược dĩ nhạo bồ thí hậu tất đắc an lạc phàm thật gì ngật đương nguyện chúng sanh cụ chư Phật pháp nam mô a di đà Phật phục nguyện thiên kinh thiên Phật thủy thiên thú thiên nhãn di đề huệ bá phạn bá tăng tứ bá trinh tường nhị kiết khánh vừa rồi bao nhiêu công đức bấy nhiêu phước lành chư tôn thiện ức thọ trì kinh chú nguyện lập thành công đức cập gì kỳ siêu nhị thất trai từng hương linh quá giang cố tánh cụ ông lương quan sáu thọ tam quy giới pháp danh ngộ minh trí nhất dị thần hồn nguồn mạng sanh tăng mùi niên hướng thọ trần thế bát thập cửu tế hạng ngư ký hội niên
Thừa tư tam bảo lực thánh pháp văn kinh siêu sanh tịnh độ cập kỳ siêu hương linh. Qua giảng hương linh Phạm Thị Bình hương pháp danh Diệu An hương linh Phạm Thị Đầm hương linh Quy Văn Tỷ. Pháp danh Minh Phú hương linh Tịnh Mỹ Kiến pháp danh Trường Định hương linh Lâm Sáu. Hương linh Lâm Thừa Xuân Phương cập kỳ siêu các chương linh thừa tư tam bảo lực. Pháp lực tăng lực siêu thoát quá. Phổ nguyện hiện tiền toàn gia bố quyến nam nữ Phật tử Bùi Thị ẩn pháp danh. Giác huệ phước lương công hiệp lương ngồng trinh lương công thoại lương yến nhi. Lương yến trung lương yến thàng lương yến hồng lương yến hạnh pháp danh giác yến thanh. Võ Thị Úc Tinh Tài Trần Thị Hồng Võ Văn Riết Lâm Văn Phấn Phạm Tấn Tài Lâm Văn Hồng Lê Anh Hoàng Tô Ngọc Loan Hồ Thị Bé Lương Minh Tiến Nguyễn Thị Trang Lương Minh Tấn Nguyễn Thị Mai Lương Minh Tuấn Châu Thị Bé Thoa Lương Minh Tuấn Lương Minh Luân Luôn Hồng Thắm, Luôn Kiều Linh, Luôn Trọng Hiền. Tô Hồng Công Ninh Lê Thị Thùy Dương Do Tuấn Thanh. Đoàn Ngọc Lịch Do Tuấn Khánh Trần Thị Tâm Do Tuấn An Cao Thị Kiều Oanh Do Thị Linh Tuyền Lê Anh Kiệt. Võ Thiện Nhân Nguyễn Trang Phương Thảo Lâm Mai Quang Lê Hà Thí Ngân Lâm Xuân Mai. Phạm Ngọc Hồng Đào Nguyễn Duy Anh Lâm Nguyễn Khuyến Nguyễn Thanh Tú Lâm Nha Uyên Lâm Kỳ Duyên Lâm Ngọc Duyên Lâm Sanh Phát Lâm Mãi Sơn Pháp Danh Hoàng Đạo Huy Anh Tuấn Pháp Danh Minh Trí Tiêu Ngọc Tú Cập Phước Bảo An Kim Nam nữ Phật tử thân tâm thanh tịnh nghiệp chướng tiêu trừ bồ đề tâm tăng trưởng tăng phúc tăng lộc tăng thọ. Mọi việc làm được đạt theo sở nguyện âm siêu dương thối hà yến hà thanh pháp giới chúng sanh. Tài thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn tịnh nhị bộ tăng già, chúng con thay lời cho tăng môn hiếu quyến tâm điệp bái tạ thâm ân quý ngài đã từ bì quyền chấn tích quan lâm chứng minh trai tăng để cho tăng môn hiếu quyến của chúng con làm tròn hiếu sự. Giờ này lễ nghi quý ngài đã hoan hỷ nhất cú nhất kệ trì tụng kinh chú và thành tâm cầu siêu cho cha chồng cha ông của chúng con là hương linh Phật tử Ngộ Minh Trí pháp danh Lương Văn Sổ hưởng thọ 89 tuổi được siêu sinh về cõi Phật. Chúng con không biết nói gì hơn thành tâm bái tạ thâm ân của quý ngài, cầu nguyện ngọc ân tam bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu cửu trụ ta bà Phật sự viên thành. Ngưỡng mong trong lúc cung nghinh và tiếp đón, chúng con cố gắng hết sức nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Ngưỡng mong chư tôn đức từ bi thương xót hoan hỷ bỏ lỗi cho chúng con. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo A Di Đà Phật cung đến chư tôn thiền đức thụ trai A Di Đà Phật. Dòng suối mát nối tình chúng sanh Phật về cho đất thêm lành cho hoa thêm nhiều.
về an trú trong lòng. Tham si sân hận không còn chỗ dung, Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Dòng suối mát đôi tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận bồ duy phần hương niệm hương. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nhất thiết chư Phật chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng lịch đại tổ sư tác đại chứng minh. Nguyện thiên long bát bộ hộ pháp thần phương, nhất thiết thiện thần quan giáng đạo tràng chứng minh Phật tử. Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi, con hiền cháu thảo thừa tư mẫu mệnh Phật tử. Giác huệ phước thế danh bùi thi ân, hướng dẫn con hiền cháu thảo rễ quý dâu ngoan nội ngoại tôn thân. Cung tổ gia đường thiết lễ, từ gia số 215 đường 489, ấp 1 xã Phạm Văn, tội nguyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đất nước Việt Nam. Thiết lễ trai tăng phong sành vô thi cung dường, siêu độ vị thất chi trai từng cũng vì quá vãng, giác linh Phật tử ngộ minh trí. Thế dặn lương văn sổ nguồn sanh tân bùi viên, thưởng thọ 89 tuổi vãng sanh ngày 28 tháng 9 năm Kỷ Hợi. Nương nhờ tam bảo lực tinh pháp văn kinh ốc xã mê đồ siêu sanh tịnh độ, thượng cúng mười phương chư Phật thư cúng dường hiện tiền chư tôn tịnh đức nhị bộ tâm và dĩ mạng trai tâm. Cặp thi thực cô hồn nguyện chiến sĩ trận con đồng bào tử nạn oan hồn muốn tử nam nữ thương con thập loại cô hồn. Hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, oan gia trai chủ còn đỏ lạc nơi địa ngục ngã quỷ súc sinh. Nương oai thần tam bảo nay có đàn càng tính pháp dân kinh thọ tài hướng thần tóc cả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Ôi hương sông thô mấy tầng xanh rút đau tâm con bồ
nguyện lành. Trên khôi hương này tam bảo nữ chứng minh tam chủ ấp lòng thành. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát Hương Nguyện. Hương hương lời tạ tam bảo tâm vai. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Na Tha Ya. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Na Tha Ya. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Na Tha Ya. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Na Tha Ya. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Na Tha Ya. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Na Tha Ya. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Na Tha Ya. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Na Tha Ya. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Na Tha Ya. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Na Tha Ya. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Na Tha Ya. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Na Tha Ya. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Na Tha Ya. Nam mô Bồ Tát Đị
tông an tâm đà ra già đà ta bà ha an tâm đà ra già đà ta bà ha an tâm đà ra già đà ta bà ha nam mô đại phương quán bà pha nghiêm kinh nam mô đại phương quán bà pha nghiêm kinh nam mô đại phương quán bà pha nghiêm kinh nam mô thượng độ tam phương Phật nam mô thượng độ tam phương Pháp nam mô thượng độ tam phương Tăng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát nam mô minh vương cứu khổ địa tạng vương Bồ Tát nam mô khải giáo A Nan Đà Tôn Giả nam mô thượng vô tha phương Phật nam mô thượng vô tha phương Pháp nam mô thượng vô tha phương Tăng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát nam mô minh vương cứu khổ địa tạng vương Bồ Tát nam mô khải giáo A Nan Đà Tôn Giả nam mô thượng độ tha phương Phật nam mô thượng độ tha phương Pháp nam mô thượng độ tha phương Tăng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô Phật Bồ Tát nam mô minh vương cứu khổ địa tạng vương Bồ Tát nam mô khải giáo A Nan Đà Tôn Giả vi vọng vi pháp vi tăng vi Phật hòa lượng tốt tôn vi pháp ly dục tôn vi tăng chúng chúng tôn vi Phật cảnh vi pháp cảnh vi tăng cảnh vi Phật vi pháp vi tăng vi Phật lượng tốt tôn vi pháp ly dục tôn vi tăng chúng chúng tôn vi Phật cảnh vi pháp cảnh vi vi phật vi pháp vi tăng vi phật lượng tốt tôn vi pháp ly dục tôn vi tăng chúng dung tôn vi phật cảnh vi pháp cảnh vi tăng cảnh phật từ sở tạo chư ác nghiệp giải giao vô thị tâm tâm si tùng tâm tự chi sở sanh nhớ kiếp phật tử giải sám hối hữu tình sở tạo chư ác nghiệp giải giao vô thị tâm tâm si tùng tâm tự chi sở sanh nhớ kiếp hữu tình giải sám hối cô hồng sở tạo chư ác nghiệp giai do vô thể tam tăng thế đồng tăng nữ ý chí giáo sanh nhất thiết cô hồng giải sám hối chúng sinh vô biên tại miền độ thiền đạo vô tận tại miền đoạn pháp môn vô lượng tại miền não phật đạo vô thượng tại miền tăng chúng sinh vô biên tại miền độ thiền đạo vô tận tại miền đoạn pháp môn vô lượng tại miền ông phật đạo vô thượng tại miền thành chúng sanh vô biên tại miền độ thiền đạo vô tận tại miền đoạn pháp môn vô lượng tại miền đoạn phật đạo vô thượng tại miền thành tự tâm chúng sanh tại miền độ tự tâm thiền não thề nguyện toàn tự thánh pháp môn thề nguyện hảo tự thánh phật đạo thề nguyện tăng tự thánh chúng sanh thề nguyện độ tự thánh viên đạo thề nguyện toàn tự thánh pháp môn thề nguyện hảo tự thánh phật đạo thề nguyện tăng tự thánh chúng sanh thề nguyện độ tự thánh viên đạo thề nguyện toàn tự thánh pháp môn thề nguyện hảo tự thánh phật đạo thề nguyện tăng như tịnh như trường ngôn an bát ra mạc lăng đà nẵng ta bà ha an bát ra mạc lăng đà nẵng ta bà ha an bát ra mạc lăng đà nẵng ta bà ha diệt nghiệp chương trường ngôn an a lô la Phật tử trong Phật tử, thân
vô gia đề ba đề thờ có thế hạ xa chúng hồ tên nguyện gia bao mạng xã sang tham sóc tóc u minh sanh tịnh độ quy tâm bảo pháp bồ đề tu khai đắc thành vô tình đạo công đức vô biên tận vĩ đại những kiếp phù tình trong quan tử thần chú gia trì cam lộ đề vô thế hạ xa chúng cô hồn nguyện gia bao mạng xã sang tham sóc tóc u minh sanh tịnh độ quy tâm bảo pháp bồ đề tu khai đắc thành vô tình đạo công đức vô biên tận vĩ đại những kiếp phù hồn trong như đang hoa thế giới ngã kim thế như không thờ thập kiến thập phương nhất thiết hậu tình thần nguyện gì từ công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đang giữ hậu tình giai công thành phật tao như đang có hậu chúng ngã kim thế như không thờ thập kiến thập phương nhất thiết có hồn cộng nguyện gì từ công đức phổ cập ư nhất thiết ngã giữ cố hồn giai công thành phật đạo thi bồ giáo thực tiền môn ngã một lực đăng ta bà ha ngã một lực đăng ta bà ha một lực đăng ta bà ha nguyện tất cả thức ăn này biến khắp mười phương cho tất cả các loài súc sinh đều được no đủ. Nguyện cho tất cả các loài súc sinh nương nhờ ai thành của Tam Bảo mà thọ thực được những sản phẩm cúng dường. Xin chư tôn đức cảm ứng đến tất cả những thực phẩm này đầy khắp mười phương, nước biến thành cam lồ để cho chúng sinh đều được no đủ và tất cả chúng sinh đều được thọ hưởng những thức ăn, những phẩm vật mà gia đình đã toàn tâm toàn lực giúp cúng. Sau khi thọ thực thức ăn xong, giờ này tất cả hương linh nghe kinh siêu thoát. Ma ha văn nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại bồ tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến thủ vượng giai không độ nhất thiên cổ ác xá lời tự sắc bất gì không không bất gì sắc sắc thức thì không không thức thì sắc thọ tưởng hành tất gì phục như thì xá lời tự tiêu không không tương không sanh bất gì bất tao bất tình bất tăng bất giảm này có không chung vô sắc vô tha tu hành tất vô nhạc gì thì hiện tâm này vô sắc tình hương quỳ sâu quá vô nhạc giới đại chi vô ý tân giới có vô tăng gì ở bỏ lên tăng đại chi vô lào tự diệt vô lào tự đặng vô khổ tập diệt đạo vô tri diệt vô đắc dị vô sở đắc vô bồ đề ta rõ y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quán ngại vô quán ngại cố vô hộ cũng vô biên lý niệm đạo mầm thường vô quán niệm vàng tam thế chư phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc ca đạo đa la tam diệu tam bồ đề vô tri bát nhã ba la mật đa thì đại thông chú thì đại minh chú thì vô tướng chú thì vô đăng đăng chú đăng chờ diệu kiến vô thị kiến phật thân vô tri bát nhã ba la mật đa chư Bát nhã được xem như là một con thuyền, vì bát nhã là một con thuyền không có đáy, cho nên sắc tức là không, không tức là sắc. Thuyền không đáy thì không có chìm, tâm của chúng sinh không có chỗ để cho chúng sinh nương gá, cố chấp thì không có phiền não sanh khởi. Vì vậy bát nhã sắc tức là không, không có giờ sắc. Tất cả chư hương linh sở dĩ mà còn luân hồi trong ba cõi sáu đường là bởi vì còn dính mắc, còn cố chấp. Do thân của ta, tài sản của ta, thân bằng quyến thuộc của ta, mọi thứ sở hữu đó đã kết thành một con đường nghiệp mà chúng sinh phải vai trả trả vai lặng hội trong sanh lặng ngục trong sanh tử luân hồi. Nay hương linh nghe được không có vô minh cũng không có hết vô minh, không có trí tuệ cũng không hề có chứng đắc. Bởi vì ba đời chư Phật đều đương nơi bát nhã này, quá khứ chư Phật đã thành tựu, hiện tại chư Phật đang thành tựu và vị lai chư Phật sẽ thành tựu. Cầu cho tất cả hương linh nghe hiểu được lời kinh bát nhã để tâm tự tại. Hương linh đã tạo ba ác nghiệp đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân nghiệp ý mà sanh ra. Tất cả hương linh xin sám hối, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Tội từ tâm khởi đem tâm sáng, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải đều không, thế mới thật là chân sám hối. Tất cả chư hương linh cầu sám hối Bồ Tát
tất cả chư hương linh sám hối sư Bồ Tát, tất cả chư hương linh giải quan kết Bồ Tát Ma Ha Tát. Thân lành là hào quang, nghiệp lành là cung ngọc, ý lành là thần thông như hoa sen phi diệu. Trong cõi ta bà ngũ trược, ác thế kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược, Đức Thế Tôn dạy cho chúng sinh trở về tự tánh Phật của mình trên lộ trình văn tư tu, giới định tuệ, giải thoát tri kiến. Cầu cho tất cả hương linh ba nghiệp được thanh tịnh, hướng về Tam Bảo, cầu sinh quy y và thành tâm. Cầu nguyện siêu sanh về cõi giới của chư Phật trong mười phương. Tất cả đại chúng quán chiếu hoa sen và quán chiếu tất cả hương linh ngự tọa tòa sen siêu sanh cõi tịnh. Vạn sanh quyết định chân ngôn Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Đi Đô Bà Thị A Di Đi Đa Tất Tâm Bà Thị A Di Đi Đa Thị Ca Lâm Đa A Di Đi Đa Thị Ca Lâm Đa A Di Đi Già Già Đa Di Đa Ca Lợi Ta Bà Ha Nam Mô A Di Đô Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Đi Đô Bà Thị A Di Đi Đa Tâm Tâm Bà Thị A Di Đi Đa Thị Ca Lâm Đa A Di Đi Đa Thị Ca Lâm Đa A Di Đi Già Già Đa Di Đa Ca Lợi Ta Bà Ha Nam Mô A Di Đa Bà Già Đa Tha Già A-di-đà-phật thân kim sắc tương hảo quang minh vô đẳng luân bạch hào hiển kiếm ngũ tu di hám mục trừng thanh tư đại hài quang trung hoa phật vô số ức hoa bồ tát chúng diện vô biên tư thập bát nghiêm độ chúng sanh cửu phẩm hàm linh đa bỉ ngàn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà tùy tâm
Tát Phật chúng đại nguyện. Chúc và lời kính chư Phật nhị giả xưng tăng Như Lai tam giả hoàng tổ cung dường thứ giả sám mối nghiệp chướng ngũ giả tùy hỷ công đức lục giả thịnh chuyển pháp luân thất giả thịnh Phật trụ thế bát giả thường tùy Phật học cổ giả hàng thần chúng sanh thập giả cổ giai hoàng Phật kia tới chân ông đi bà đi bà đi cầu a cầu a đi đà ra đi đi a ra đi thì đây này để ma giờ để chân mình cần để ta bà a đi bà đi bà đi cầu a cầu a đi đà ra đi đi a ra đi thì đây này để ma giờ để chân mình cần để ta bà a đi bà đi bà đi cầu a cầu a đi đà ra đi đi a ra đi thì đây này để ma giờ để chân mình cần để ta bà cầu siêu thi thực công đức thù thắng đàn vô biên thắng bước dài hồi hương vô biên pháp giới chữ chúng sanh vô lượng quang hoàng gia kiều thiên tam chương từ phiền não nghiệm các chi hệ chân minh liễu phù nghiệm cõi chương các tiên trợ thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung vô phạm liên hoa y phụ mẫu hoa ca kiến phật bồ vô thanh bất tội bồ tát khi bạn nữ nguyện kỳ lữ công đức phù thập phương như thiên ngài đẳng như chúng sanh giai cộng thành phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Bạch Liên Tòa Hạ Phóng Quang Phát Đại Chứng Minh. Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi, tại Tư Gia số nhà 215 đường 489 ấp 1 xã Phạm Văn Cội huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh đất nước Việt Nam nơi ta bà ngủ trượt ác thế. Con hiền cháu thao thừa tư mẫu mệnh Phật tử giác thể phước thế danh Bùi Thị Ẩn hành canh 87 tuổi tiết lễ kỳ siêu nhị thất chi trai tuần cúng dường trai tăng phong sanh vô thí làm bao nhiêu công đức phước duyên bài biện trai diễn thi thực cô hồn nguyện siêu độ hướng linh cụ ông lương văn sổ thọ tam quy giới pháp danh ngộ minh trí sanh năm tân mùi hưởng họ 89 tuổi vạn sanh ngày 28 tháng 9 năm Kỷ Hợi. Nguyện ương linh ương nhờ tam bảo lực thần thế tịnh dứt nghiệp tả trần lao thinh kinh văn trực ngộ chân tâm tự tại cảnh tiêu giao Phật căn. Nguyện siêu độ cụ quyền thất tổ nội ngoại gia tiên cùng hương linh phạm thị tình pháp danh Diệu An thượng thọ 88 tuổi hương linh phạm thị đầm 92 tuổi hương linh vi văn thị 77 tuổi pháp danh minh phu hương linh trịnh mỹ kiên hương họ 70 tuổi pháp danh tường định hương linh lâm sao hương linh lâm dung phương hành canh hướng dương 39 tuổi cặp đặng đặng hương linh cửu quyền thất tổ thập loại cô hồ oan gia trái chủ hữu danh vô vị hữu vị vô danh đặng đặng hương linh lai phó đàn tràng tinh pha văn kinh tốc xả mê đồ đồng sanh tình độ kỳ nguyện toàn thể tam môn hiếu quyển lương công hiệp lương hồng trinh lương công thoại lương yên nhị lương yên trung lương yên hàng lương yên hồng lương yên hạnh giác yên thanh võ thị úc tí na bùi trần thị hồng võ văn riết lâm văn phấn phạm tấn tài lâm văn hồng lê anh hoàng tô ngọc loan hồ thị biến lương minh thiên nguyễn thị trang lương minh thân nguyễn thị mai lương minh tung châu thị bé thỏa lương minh tung lương minh luân lương hồng thắm lương kiều linh lương trọng hiền tô hầu công ninh lê thị thị dương do tuân thanh
Đoàn Ngọc Lịch, Võ Tuấn Khánh, Trần Thị Tâm, Võ Tuấn An, Cao Thị Thiệu Anh, Võ Thị Linh, Tiền Lê Anh Kiệt, Võ Thiện Nhân, Nguyễn Trang, Vương Thảo, Lâm Hải Quang, Lê Hà Thị Ngân, Lâm Xuân Mai, Phạm Ngọc Hồng Đào, Nguyễn Duy Anh, Lâm Diêm Quyên, Lâm Thanh Thu, Lâm Nhã Huyên, Lâm Kỳ Duyên, Lâm Ngọc Quyên, Hiệp Cô Tôn, Võ Thị Thanh Thí, Võ Thị Võ Ngọc Kiều Ni, Võ Bảo Khánh Thi, Võ Tâm Phúc, Võ Ngọc Kim Ngân, Lương Yên Xuân, Lương Yên Hương, Lương Tân Phát, Lương Yên Vì, Lương Yên Tuyết, Lê Ngọc Bảo Châu, Lê Ngọc Bảo Kim, Võ Phúc Khang, Lâm Mạnh Diêu, Nguyễn Phúc Thiện, Nguyễn Phúc Thiên, nguyện toàn thể gia đình tan môn yêu kiến, cặp lục tân quyên thuộc Lương Bằng Kỳ An, Lâm Sanh Phát 66 tuổi, Lâm Hải Sơn 63 tuổi pháp danh Hoàng Đạo, Vì Anh Tuân 40 tuổi pháp danh Minh Tú, Tiêu Ngọc Tú 44 tuổi, cặp lục tân quyên thuộc Lương Bằng Lương nhờ Tam Bảo lực bỏ ác làm lành quy y Tam Bảo, người người tu tập an lạc, nhà nhà hạnh phúc, xuân về vui vẻ hạ đến bình an, thu khỏi ba tai đông tròn trăm phước, phổ nguyện âm siêu dương thành hạ yên hà, thanh pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật được nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm, từ quý pháp được nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, từ quý tâm được nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. A Di Đà Phật, đàn tràng viên mãn siêu độ sự tất pháp sự vuông tròn, tan môn yêu quyến ai thành đại vị hương linh, phổ lệ Tam Bảo tất tứ quá chúng sanh vô biên thề nguyện đồ, phiền não vô tận thề nguyện đồ, lòng pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nào quý vị đứng dậy xá ba xá. sông tháo mấy tầng xanh rốt ráo tâm con bổ nguyện lành trên khối hương này Tam Bảo ngự chứng minh tan biến tất lòng thành. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát.
Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hiếu nguyên đại dị hương linh, hướng về mười phương chư Phật bổ lễ tam bái. Xá bằng dương chi tình tỷ biên sai tam tiếng tăng công ca đức lời chân thiên pháp giới hoàn tăng chiên chiến tội tiêu tiên quả chim và hồng tiên. Nam mô thanh lương địa bồ tát, nam mô thanh lương địa bồ tát, nam mô thanh lương địa bồ tát. Phụ nữ thủy giả bác công đức thủy tự thiên nhân năng lực nhất nước liên nga si phan tình tiên tấu huế tận quy sở linh nữ phóng sanh tóc thanh tịnh. Nam mô cam lộ vương bồ tát, nam mô cam lộ vương bồ tát, nam mô cam lộ vương bồ tát ma tát. Đại chúng với tâm niệm thanh tịnh như lời Đức Phật và chư tổ đã dạy, nước này biến thành cam lồ khi tâm của chúng sinh được thanh tịnh. Chư tôn đức tăng ni Phật tử cùng tam môn hiếu quyến đồng hướng về hương linh, chúng ta thành tâm cầu nguyện với ba nghiệp thanh tịnh, xin cho nước này biến thành nước cam lồ. Với tâm đại từ đại bi của chư Phật chư Bồ Tát, xin cho tất cả chúng con đều thể nhập vào trong nước này để cầu nguyện cho thần chú đại bi chuyển hóa nước này trở thành nước cam lồ, tịnh hóa được cho tất cả chư chúng sinh ở đây, để tất cả các loài súc sinh này nghiệp chướng báo chướng oan chướng được tiêu trừ. Khi thân ngoại mạng chung, tất cả các loài súc sinh này được nhờ quy y tam bảo mà siêu sanh về cõi Phật, cũng hồi hướng phước lành đó tịnh hóa được hương linh Phật tử Lương Văn Sổ, pháp danh Ngộ Minh Trí cùng với chủ quyền thất tổ oan gia trái chủ, nhờ đó mà nghiệp chướng tiêu trừ hồng đăng kỷ ngã. Vật tâm bình đẳng pháp Phật vô biên, đại diện tất cả chúng sinh oan gia trái chủ hướng về tam bảo cầu quyền đại từ đại bi. Phật sự vẫn tâm bình đẳng đại chúng nghiêm tâm từ bi đồng niệm tiên độ thiên nhân vô ngại đại bi tâm ta đa bi tâm vô anh ca cha ma ca ra cha cha nam mô a di đà ba lo ni ma lo ma ca la bồ đề tâm bồ ma cha ma ca la bồ ma cha ma ca la bồ ni ma cha tâm ma ca ba di so tâm ma ca bồ nam mô tâm bi la lo ni ma ma di đà ba lo Ba 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 ba
sám hối. Tội từ tâm khởi đến tâm sám, tâm được lệnh rồi tội lệnh. Tội tiêu tâm tịnh thái điều không thế mới thật là chân sám hối. Nam mô giải quan kết Bồ Tát, Nam mô sám hối sư Bồ Tát, Nam mô siêu lạc độ Bồ Tát Ma Tát. Các loài súc sinh đã quy tâm, đã sám hối ba ngàn thanh tịnh rồi. Giờ quý vị hãy thành tâm hướng về Tam Bảo quy Phật pháp tăng. Súc chúng sinh quy tâm, súc chúng sinh quy tâm, súc chúng sinh quy tâm, súc chúng sinh quy thì cảnh giới địa ngục không còn. Súc sinh quy pháp rồi không đọa ngạ quỷ, bởi vì tất cả các pháp đều là pháp thiện. Hướng về pháp thiện, pháp vô sanh sẽ không bao giờ có cảnh giới đau khổ trong ngạ quỷ. Súc sinh quy tăng rồi không đọa bàn sanh, nghĩa là khi quy tăng rồi là tùy sở trụ xứ thường an lạc, bất cứ nơi nào cũng là cảnh giới niết bàn của chư tăng tu tập. Vì vậy tất cả hương linh không đọa vào trong cảnh giới si mê của súc sinh, vì chư tăng là bậc trí tuệ sáng suốt. Chư hương linh hiểu được 12 nhân duyên mà Đức Phật dạy, do phương minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu biên khổ ưu não. Vô minh diệt thời hành diệt, hành diệt thời thích diệt, thích diệt thời danh sắc diệt, danh sắc diệt thời lục nhập diệt thời xúc diệt thời thọ diệt, thọ diệt thời ái diệt, ái diệt thời thủ diệt, thủ diệt thời thủ diệt, thủ diệt thời xâm diệt, xâm diệt thời lão tử sầu biên khổ não diệt. Nếu tất cả chư hương linh rời xa vô minh thì không còn tâm niệm hành nữa, hướng về Tam Bảo, đem thân mạng này tu tập, khi thân ngoại mạng chung sanh về thiện thú thiên giới trên cõi đời này. Tất cả chúng sinh đều có dư nghiệp của mình. Nay chư súc sinh đã quy y Tam Bảo rồi, xin đại chúng vì các loài súc sinh mà một lần nữa sám hối dư nghiệp của chúng, để cầu chúng tinh tấn tu hành, thân ngoại mạng chung sanh về cõi Phật trang nghiêm. Súc sinh sở tạo cứ đàn nghiệp, giải do vô thị tam sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, chư thiên chúng sanh giải sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, cầu sám hối Bồ Tát. Ba 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 ba
trong lòng
sáng xanh chi cho nhân loại chịu nhiều thiên tai, sáng xanh chi thân xanh bệnh đàng hoàng cho nhau. Ta ăn người người ăn ta, tham chi có miếng trôi qua miệng, sao không dừng tay máu đi, thân không sát sống lâu trường niên. Ta ăn người người ăn ta, bao nhiêu kiếp nuốt ăn nhậu hoài, chúng sanh là mẹ cha ta, sao ta nỡ giết đi mà ăn. Phóng sanh đi, cho nhân loại chẳng còn thiên tai. Phóng sanh đi, thân không bệnh đời đời an vui. Thương yêu người như thương ta, thương yêu hết kẻ thân người thù, yêu muôn loài yêu muôn hoa, yêu thương khắp chúng sinh gần xa. Để chị Sáu chỉ qua bên kia chỉ còn nhớ. Rồi bà cụ có nói mấy lời đi. Có gì vậy? Ai biết cũng muốn nói gì nói. Sao giờ bà con cô bác anh chị em thương gia đình hội đến ngày cúng ổng là lợi về nhà tôi quý lắm, về tôi cảm ơn hết. Rồi xin một tràng pháo tay thật lớn nữa nè. Rồi. À, thầy thì nói nội dung nè, nội dung trong ngày hôm nay, vì thầy hướng dẫn gia đình khi ông cụ mất á, thì không biết là trong 89 năm ở đời ông cụ tạo bao nhiêu công đức phước duyên rồi, nhưng mà thấy ông cụ với bà cụ cho đến giờ này độ tuổi gần 90 mà rất là hạnh phúc, nên cho một tràng pháo tay vì hạnh phúc. Sanh ra những người con, người cháu mà hồi nãy là đọc mỏi mắt luôn. Cho một tràng pháo tay con đông. Con đông không có nói con đàn. Như vậy thì ngày xưa người ta nói tam đa, gọi là đa tử, đa tôn, đa phú quý. Cho nên là ông cụ và cụ cũng thuộc về tam đa, tuổi thọ cũng đã dài. Mà con cái thì con cháu thì đông, mà gia đình thì hạnh phúc. Do vậy mà khi ông cụ mất á, thì trong cái lễ trai tăng ở đây, thì thầy thấy là từ nãy giờ thầy đi vòng vòng ở đây, thầy thấy cái lễ trai tăng của cái nhà này lớn nhất từ trước đến nay. Cái này cái bài của tôi Ấn Nguyệt thầy đem qua lắm. Như vậy là mình vừa làm lễ trai tăng nè, mình cầu siêu nè, mình còn phóng sanh nè, thí thực cô hồn nè, rồi mình còn có những cái phần quà để thể hiện cái tấm chân tình cảm ơn bà con cô bác đã thức khuya dậy sớm phụ giúp gia đình trong những ngày giờ lễ tang, cũng như trong cái ngày lễ trai tăng. Cái tấm thâm tình gia đình có phần quà nho nhỏ, thứ nhất là tặng, thứ hai là biếu, thứ ba là cho, cái nào cũng dính, miễn có quà là được. Rồi giờ cái trong cái phần quà thì cũng có cái phiếu để thể hiện ra là cái có tổ chức, cho nên giờ này thì mời anh Sáu đại diện cho gia đình có đôi lời để cảm ơn bà con, hay là có cái lời gì với bà con cô bác trong những ngày bà con cô bác đến phụ, thì giờ này anh ta lễ. Anh Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên con xin kính bạch kính thưa sư phụ đại đức Thích Thiện Xuân, tiến sĩ Phật học, trụ trì của tu viện Linh Thú, đã không quản thời giờ Phật sự đã đo đã đến đây làm lễ trai tăng cúng dường cho cha ông của chúng con là Lương Nhân Sổ, pháp danh Ngộ Minh Trí, là từ trần ngày 28 tháng 9 năm Kỷ Hợi. Thì thay mặt gia đình thì chúng con xin trân trọng cảm ơn sư phụ, cảm ơn tu viện Linh Thú đã bỏ chút thời giờ trong quãng đường xá xa xôi đến đây làm lễ trai tăng cúng dường, rất là trân trọng. Một lần nữa chúng con xin trân trọng cảm ơn. Và kế tiếp thì
trong buổi lễ gia tăng hôm nay cũng có sự góp tâm, góp sức và góp lời cầu nguyện của quý quyến, quý bà con, thân bằng quý thuộc và quý bằng hữu xa gần đã dính chút thời gian đến đây cùng dự lễ, thì chúng con cũng xin chân thành cảm ơn. Kế tiếp là chúng con cũng có một phần quà để mà gọi là giúp công sức để mà để cho quý bà con của mình hôm nay là trong cái buổi lễ là từ thiện, thì trong phần quà này mặc dù không nhiều nhưng đó là tấm lòng của gia đình để gửi đến những cái bà con mình có những hoàn cảnh là khó khăn để cùng nhau góp sức là cùng tâm nguyện. Xin cảm ơn. Chúng xin chân thành một lần nữa cảm ơn sư phụ Thích Thượng Sưng đã giáo lý để chúng con quy y về Phật pháp. Xin trân trọng tôi. Anh pháp danh gì? Minh Hạnh. Tưởng là pháp danh quên rồi. Ai về còn nhớ. Như vậy thì trong cái phần quà thì có cái phiếu khi gia đình gửi đến bà con có phiếu á, gia đình thu cái phiếu trở lại và gửi bà con cái bì thư, bà con lấy cái phần quà còn bì thư để lại cho thầy. Một lần nữa thầy cảm ơn bà con cô bác, chúc bà con cô bác có nhiều niềm vui trong lúc tổ chức cái lễ. Nếu có điều gì làm cho bà con cảm thấy kéo dài, mệt mỏi, xin bà con cô bác về nhà tập tụng kinh nhiều để mai mốt tụng kinh không có mệt. Nam mô Thích Tụng Kinh Bồ Tát. Rồi bây giờ lấy bì thư con. Bì thư mà cầm đi chỗ khác khó chịu lắm. Xin cho một tràng hóa tay nhiều tập. Những người ngồi ở đó không có phiếu cũng ngồi yên đó, thì không có phiếu không có bác. Ai? Từ từ. Rồi. Một lần nữa thầy cảm ơn bà con cô bác. Còn giờ này thì thầy đi làm lễ hàng tuần, chứ không tụi nó đám cưới nó về thầy mới tới. Dạ. Thầy cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Cụ có nói gì nữa không? Cho một tràng hóa tay chúc bà cụ sống lâu 101 năm vẫn còn sống. Sống lâu thật là lâu. À, mình giả bộ mình nói vậy, 100 tuổi rồi bắt đầu mình chúc thêm 20 tuổi nữa. Không, mình cứ chúc tới 100 cái đã. Tới 100 rồi mình chúc tiếp. Rồi. Nói gì không? Chứng Thanh có nói gì không? Trời, bữa nay tự nhiên cái tác bạch khóc. Xin một tràng hóa tay cho Liêu Liêu cái bạc tác bạch khóc. Làm gì ta tiếp theo. Rồi, cảm ơn bà con cô bác. Ai không có phiếu, hoan hỷ đứng dậy đi.